lần lần thứ hai quay lại cái vườn này, lần trước thì chưa có cổng này. Đây là 10 hectare, đây là 1,5 hectare. 12 rưỡi anh được bao nhiêu tấn? Mua rồi tức là 26 tấn luôn. 26 tấn, vừa chưa tới 1.250 cây thôi chứ. Để chụp cái hình gửi với ấy cho thằng kia nó. Đây 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 là chú, chú đây là cái hôm mà con qua nhà chú ấy, con chú Thanh ấy, là cà phê cái vườn nào nó bây giờ còn tệ lắm, mà đúng sau một năm rồi. Chào chú Hinh cho gửi qua Zalo chú gái để nói với thằng kia cái. Mới có một năm thôi chú, mới có mấy tháng thôi mà khác biệt liền. Thằng này thằng cháu trước nó ở với chú 4-5 năm, nó làm cà phê chú. Bây giờ hắn mua một cái đám cà phê là 3 héc mà mua vừa rồi là được có 24 tấn. Cái hôm mà cái hôm mà cháu mới Thanh đi vào đây này là cái vườn cà phê này nó không đẹp như thế này đâu. Cháu mới vừa thu 70 tấn. Cái vườn này. Cái vườn đấy thì sau này thì làm một năm sau phải đừng như vườn này mới được này. Chú thấy đẹp không? Đường trong tắp mà. Chú thấy đẹp không? Đấy toàn bộ dùng phân bón lá của con ạ. Vườn điều trong tắp mà lá kiểu được cỡ này thì thôi chứ. Đẹp à? Nhìn ra lá là mê đây này. Đẹp cá. Đẹp cá chú. Nhìn cái lá này là biết là mê chủ sang vườn của Thuần đấy, mà nhìn cái vườn sầu riêng này chủ bảo tắm vườn ở đây luôn. Đó có mấy chục cây sầu riêng. Này đẹp lắm rồi chú ạ. Có mấy cái sầu riêng nghiên cứu rồi với cháu. Chào chú Hinh rồi gửi qua Zalo để tao nói với thằng kia. Thằng vườn mẫu. Chú thật quá, chú đẹp quá rồi. Đẹp không? Quá đẹp luôn, đẳng cấp. Phải nói là đẹp để gọi thằng Thanh đó. Mô hình cái dùng ở đâu không biết nhưng mà cứ nhìn vào đây là biết thôi. Một thứ nhất là ít sâu bệnh này. Không thấy sâu bệnh đâu nè. Cành lá chung chuyên lá to dày lá này thì thôi. Chú thấy đẹp không? Chú thấy đẹp không? Cái dương thì có nhìn lá là biết đấy. Chú sáng nhìn dần lại sầu riêng của nhà Thuần. Cái đấy có cái sầu riêng nhà Thuần nghiên cứu đó. Alo Thanh à? Khỏe không anh? Khỏe không bạn? Cái vườn con nhớ cái vườn ở Gia Lai anh em mình qua không? Vườn chú thích hay chú thích gì hả? Chú thích không? Cái vườn của anh Quang ấy. Này cà phê có cả hôm nay có cả chú thích này. Chào chú ạ. Vườn chú hả? Chú khỏe không ạ? Khỏe. Bây giờ phá cà phê rồi nhưng mà đi qua đây thì xem vườn cà phê quá mê đi. Chứ phá hết cà phê rồi bây giờ đang nhờ chuyên gia Thuần này cho vườn sầu riêng. Cái vườn này có 1.200 cây, năm vừa rồi thu gần 30 tấn. Vẫn đẹp mê luôn. Vẫn đẹp mê luôn. Đều tăm tắp nhau. Đúng rồi. Cây nào như cây nào mà lấy đó chú định đi qua vào vườn anh qua hả? Không, mình chạy quá. Mình định qua con tôi hỗ trợ chú kích bông sầu riêng nhưng mà không có thời gian thì bảo chú qua luôn tiện tham quan vườn rồi đưa phân cho chú luôn. Đấy. Thôi bây giờ nó cái kinh nghiệm nó bận mọi người thì cố gắng mà giúp đỡ bà con nhé. Rồi ok anh. thấy mệt quá. Thế làm tốt thì cần mình hỗ trợ gì mình hỗ trợ hết mức nhá. Rồi ok cảm ơn Thanh. Nói chung là hôm nay đi qua đây chung là đánh giá kết quả lại cái đợt tháng 3 vừa rồi anh em mình đi ấy. Đấy đẹp, Thanh đây nhìn thấy đẹp không? Cái cảnh cà phê đẹp không? Này. Mê mẩn đúng rồi. Rồi đang quay đây. Ok, tôi làm việc đi, tớ cũng đang họp tí. Rồi, vậy đi Thanh nhá. Rồi. Chú cũng xanh mái, 200 cây chú. Nguyên dọc đây chạy qua tút bên kia luôn. Con thấy nho ăn cái nào tưới cho nó cái. Dạ, chuẩn bị cho chạy. Có đi vào đây không? Có đi vào đây xem tí. Đi. Chú, đi chú. Mà cái vô. Sầu riêng thì vẫn thế, không thay đổi. Nhưng mà này, cái vườn này thì đã thật. Tôi thấy đã. Vườn cà phê này. Dạ. Quá đã. Chú nhìn thấy là cái hái này. Dưới kia còn phê hơn nữa chú. Dưới kia nó tốt. Mà đâu rồi, mày chuyên gia, mày ấy đâu rồi? Đây. Dạ.
cái chỗ này mà cắt nó đừng để nó dư quá, nó dư quá này là nó hay bị ra canh này này. Ông bị làm mà chú. Chuẩn bị ông ăn ông lên cắt. Ông này ông cam tâm hiến tiêu rồi mà ông đam mê cà phê quá mà. Dạ. Sầu riêng chứ. Một cái sầu riêng này mà làm cho ngon lành thì bằng mấy cái cà phê. Dạ. Cái bữa xịt vô đây luôn được không? Hả? Được chứ. Được rồi. Dạ. Chú vừa rồi chú xịt hết toàn bộ, mới xịt xong hôm qua là toàn bộ canh lại với chú xịt nấm hết. Dạ. Cháu bảo sao mà chú xịt hết nhiều, bởi vì sao? Cái cây như này chú đi bốn phía chú xịt này, xịt vào cái cây này, dạ. Trong sân này, ra ngoài canh này. Dạ. Toàn bộ này là xịt hết, ra ngoài lá luôn, từ chú làm. Đẹp nha. Mượt này mẹ 1000 cây như một. Đeo đeo chú. Hả? 1000 cây như một. Cái đầu trên á, đầu trên ghê đấy. Hồi tháng 3 qua vô đây thì nó xấu lắm. Xấu lắm. Xấu lắm. Dạ. Nhưng mà sau có từ tháng 3 đến giờ. Chứ em quán rồi thuần tháng. 8 tháng. Tạo 8 tháng. Yeah. 8 tháng. Dạ. Chú lúc đầu thế chứ chú làm sầu riêng lúc đầu ấy lắm rồi cây leo eo lắm, đến khi gặp Thuần trên mạng cái là chú mới hỏi ấy xong chia sẻ rất là lấy phân lấy thuốc của Thuần. Dạ. Yeah. Thì cháu lấy mấy năm nay rồi. Là dùng cái là ngon. Chú nhìn chú đếm cái đốt này, chú thích này. Đếm cái đốt này này, cành này không chạy nổi này. Mắt bông nó biết. Yeah. Yeah. Có những cái hơn 20. Đã. Dạ. Dạ. Hèn gì hái một năm nay một tạ có 90.000. 90.000 là hái nhanh lắm. Khoán có 90.000 mà trong khi mọi người là đều 120. Vì sao? Vào nhìn thế này là nó biết là nó hái sẽ năng suất. Đúng rồi. Nhìn cái vừa vào nhìn cái năm, mấy đứa đi hái á, nó vào nó nhìn mà thưa trái. Năm 2 vì ấy là nó phải đòi giá cao. Năm 2023 mà cái vườn cà mà khoán có 90.000 thì chú bảo là năng suất cỡ nào? Cái này nếu như chỗ thế đến chỗ chủ mà mấy tên mà nó đi hái á, một ngày phải được có đứa nếu như nó ấy là phải 8 tạ đến 1 tấn. Đây là một được hết. Hả? Đây tạ mốt bạc hay một cái bạc á? Không, một đứa này. Một đứa một ngày nó kéo đi là phải được, nó hái á, các cái này này là 8 tạ đến 1 tấn một đứa. Một đứa? Ừ. Cái gì ghê vậy? Ca của chủ một cặp, một cặp 1 tấn thôi. Gì? Một cặp một tấn thôi. Một cặp một tấn gì? Một cặp của chú, ca của chú không phải nó có được tấn mốt mà. Kinh rồi à? Ai dạ. Thế thì mà nhanh lắm. Nhưng mà cà cành nó có gãy không? Cành không gãy. Hai kiểu gì? Tỷ lệ gãy có thì có nhưng mà không ấy. Dạ. Hai khoán. Nhưng mà cà này tỷ lệ phân nói mầm bông nó chưa có đâu anh nhá. Chưa. Cái này chưa mà này. Cái vườn này có khả năng anh phải phun hai lần. Cái này là vì sao? Nó tốt hơn. Cái vườn này nó tốt lại có khả năng anh phun hai lần đó. Tốt hơn là nó sẽ ra nở muôn hơn này. Vâng. Yeah. Nhưng mà cái này anh muốn sang năm ăn đậm ạ. Em khuyên anh cái vườn này anh lên phun hai lần. Bởi vì nó sung quá. Nó sung quá, nó thật là dạ. Cái này đây này. Em đây như thế này, cành này lại nó phải ra bông rồi nhá. Nó chưa có này. Mà chưa có này. Đấy anh ơi. Cái vườn này bỏ luôn. Đấy. Cái vườn này em khuyên anh là còn. Cái vườn này em khuyên anh lên phun hai lần chứ một lần là không giải quyết vấn đề đâu. Okay. Yeah. Bởi vì anh không phun là những cái thằng nó không ra nó không ra nổi đâu này. Một lần không năng suất bằng hai lần vườn này nếu như. Cái vườn kia thì một lần thì ok, nhưng mà cái vườn này thì em khuyên anh hai lần. Nó khô hơn. Đấy sướng quá, nó cái này nó sung. Bởi vì ông vườn kia mới mua mà. Đây sườn quá nó sung cho nên nó chưa thèm đẻ đâu. Nó để chơi đã. Dạ. Phân bón với tưới thì ok nó. Nó khoảng có khoảng có tầm FF khoảng có tầm tháng rưỡi nữa. Tháng rưỡi nữa. Khoảng có tầm 15 một tháng nữa đấy. 15 tháng nữa là ok. 15 đừng để nó quá nó lại yếu. Không, cứ khoảng có tầm mùng 10 đến mùng 10 tháng 12 là ăn xịt kích bông. Dạ. Xong đó là ăn tưới. Âm không? Âm. Ăn tưới là trước Tết là đẹp luôn á. Dạ. Trước Tết tưới là lọt. Nhưng mà nhớ nha, phải căn thời tiết nha, nó lạnh quá đừng có tưới nha. Rồi. Dạ, nó lạnh quá tưới nó nghẹn bông á. Không, mình quay bông, mình quay xem. Dạ dạ. À, cho đi làm chồi lên nha. Chồi ăn nhiều quá mà. Điện rồi thằng cháu ấy nữa, dạ. Nó trước làm cà phê chủ 4-5 năm mà, dạ. Giờ nó mua cái vườn 3 héc. Dạ. Mà rồi không có thời gian để đi. Nó. Bây giờ anh ngồi trên xe của chú đi qua cái vườn chỗ làm này này. Cái ngay đây đây. Là vườn của cháu á. Cái vườn mà làm ngay từ ban đầu, từ đầu năm giờ, đẹp lắm. Giờ. Đây, ngay đây luôn. Đi qua đó. Dạ. Đi xe à? Dạ, đi xe luôn, dạ.
Đứng lên lùi bộ. Không. Bộ xa đi bộ cả cây ơi. Cả cây á. Dạ. Rồi. Chuyên gia cà phê nhìn là đến mắt liền. Mà bên kia là phải là không hiểu quá không mình nhìn cái mắt dạ, mắt bông cái mắt bông á. Mắt bông dạ, dạ 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 đi chú nhìn là chú biết liền dạ. Đi không đi. Ai chà cũng bài bản đấy nha. Cái hộp kia cũng camera anh. Kìa. Đúng rồi. Bắt camera nhiều vậy? Soi. Ui à. Soi công làm á. Soi công làm á. Ai chà. Bắt dọc luôn. Thì bắt dọc. Ai chà. Ý anh là gì nữa? Em hai anh giống nhau. Đúng rồi đó. Yêu cà cà. Nói chung là cà này còn đẹp anh ạ. Cà này đẹp á. Cái này mà đến tháng 3 anh tỉa cà đi còn đẹp nữa. Dạ. Cái cành dự trữ nó còn được lắm. Nói chung là năm nay đảm bảo với anh rằng là nếu mà thời tiết thuận lợi á, cà phê của anh vẫn đạt sản lượng ít nhất là bằng năm ngoái hoặc hơn. Dạ. Năm ngoái là 70 tấn. 70 tấn. Ồ, cái dàn cành còn đẹp lắm. Ở ngoài kia mình mua về là mình đầu tư vô là phân bò nè. Dạ. Rồi tưới đệm cá nó giật lên chứ hồi bữa là nó xấu lắm. Nó xấu hả? Ừ. Em mà cái này còn ngon lắm, ở ngoài kia nó gió. Cái mặt đường nó gió, vào trong đây đẹp lắm. Dạ. Cái này nó trắng gió này. Được á. Mình để giữ. Nó đẹp đó. Dạ. Phúc. Cái đây là thuộc tỉnh Igrai, huyện Igrai. Dạ. Là của Gia Lai. Dạ. Cái gì vậy? Báo động. Ai chà. Cảm ứng anh. Cảm ứng. Ai chà. Có người. Anh lắp hết hệ thống hết bao nhiêu anh? À trời. Cái trụ 150 nữa. À trời. Có những cái kết nối điện thoại của anh. Báo rồi anh cũng bên đó. Thực ra mục đích của mình quảng công á. À trời. Ý là có một người thôi. Ở dưới kia con anh. Ở dưới kia con. Bên kia. À ai trời. Hiện đại hả? Do là ít bữa nữa thay mấy cái trụ này nè. Thay mấy cái trụ mình mua mấy cái trụ cũ của trụ điện á. Dạ, lô cho nó dây nó cao lên mắc vô luôn. Dạ, lô này là của anh được 3 hectare à? 4 nếu mà tính ra là 4 hectare. 4 hectare. Còn bên kia là 1 hectare rưỡi. 1 hectare rưỡi. Dạ. Đó, có bảy chục có gà rừng rồi luôn. À dạ. Trong đây có gà rừng bữa hái cà dưới phát hiện ra mình có gà rừng trong đây. Dạ. Có hai cặp mái ủ đẹp nhỉ, cà phê của anh đẹp đó anh Quang, đẹp ạ, đẹp. Nhưng mà như này nè, bây giờ là cái đẹp vậy đi, bây giờ anh đi anh cho người đi vặt cái chồi đi. Em liếc qua vườn cá anh là có chồi đó. Giờ biết sao mình chuẩn bị những cái cây xấu là mình ghép. Dạ. Cái xong là ghép xong rồi bắt đầu vặt chồi luôn. À, vặt chồi đi ha, vặt chồi xong cho sạch rồi cái đẻ đó, rồi cái đây này em nói là thường thường ở đây là ăn Tết xong anh mới tới đúng không? Thường là nhưng mà năm nay năm nhuần chắc là nó lạng quạng là sớm hơn á. Sớm hơn đúng không? Sớm hơn thì đây này cái bông của anh cơ bản nó cương rồi này. Đây này. Không, cơ bản của anh nó có cương này. Bây giờ anh cứ ép cho em khoảng cỡ tầm từ giờ đến hôm nay là mùng 2 tháng 11 đúng không? Đúng rồi. Vậy thì còn 2 tháng nữa cơ, đúng không? Thì ví dụ như là anh tưới ở đây là cái diện tích anh lớn thì chắc anh phải tưới là trước Tết khoảng 15 ngày. Trước Tết 15 ngày. Mới kịp Tết được. Đúng rồi. Chứ còn nếu mà anh cưới lạng quạng cái diện tích đất nó lớn là không kịp đâu. Vậy đó thì anh cứ canh cho em là trước ngày tưới á, khoảng cỡ một tuần 7 ngày anh xịt cái phân hóa bông bông em đưa cho anh á. Trước một tuần nhớ xịt vào sáng sớm và chiều muộn nha, buổi trưa là không có xịt nha. Đó là em nói anh là cái này nó không có hiện tượng nghẹn bông đâu. Nó ra một phát cho anh luôn. Anh ép từ đó, bởi vì em thấy là cái hiện tượng cương bông của anh có rồi. Đó anh xịt một lần thôi. Một lần đồ thôi đó. Là anh tưới là ok, anh tưới nhớ dùm em cái lưu lượng nước tưới nhá. Tưới nó phải đủ á. Mình thì tưới bét thì cỡ 6 đến 7 tiếng. Không, mình 8 tới 9 tiếng. Ô thì đợt một mình cho no nước. Thế thì ok, đẹp tuyệt vời. Dạ. Bởi vì em nói anh nghe này, nếu mà anh tưới cái lượng nước đó thì rất tuyệt luôn. Mùa khô cây nó chỉ cần nước thôi. Nước đúng rồi. Chỉ nước và nước thôi. Dạ. Đợt một là mình cho no nước luôn. No nước dạ. thế đẹp quá. Dạ. Nên là mấy cái vườn kia cũng vậy. Một rồi coi. Không cả. Hai thì nó còn cỡ 8 tiếng. Cái lô này anh hái xong bao nhiêu ngày rồi? Là bữa 10 ngày chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Từ tháng 11 á, kết thúc hái là 18 tháng 11. Bắt đầu hái trong vòng một tuần là hết cái vườn này.
còn 24 người hái. Còn cái vườn kia thì mới xong tuần thứ bảy vừa rồi. Thứ bảy vừa rồi. Dạ. Như vậy là cái vườn của anh tổng hai cái vườn của anh là năm này thì đúng là phải 1,5 tỷ đúng không? Đúng là tiền do mình bán cả sạch 15 á. Là 15 là 1,5 tỷ trừ 300 chi phí đi còn dư được 1,2 tỷ. À, đẹp quá nhỉ. Sản lượng thì không đủ. Đây này thấy không? Trời quanh có này này. Đó. Đây này, trời quanh quá trời luôn chứ không phải là còn. Ý là đi cao một chùi để ghép á. Chùi này ghép á? Ừ. Ghép đóng vào chùi đây gì? À, đó, đúng rồi, để nó lựa nó ghép á. Dạ, như cây đèn phá. Hả? Không cái... phá, vẫn giữ. Giữ là tức là cải tạo lại đúng không? Cải tạo lại thôi, dạ. Vẫn nuôi cái chùi nó lên. Dạ dạ. Như cây đây thì phá làm gì cây đây? Cây đây là mình không ghép. Cây này đẹp như quá cái mà. Cây này không bao giờ ghép. Đúng rồi, cây này đẹp đó, quá mà. Cây dạ. Nhỏ này mình ghép lên. Dạ dạ. Cây này đẹp quá mà sản lượng to mà. Cây này em nói thật anh, như nếu mà đúng ra mà được mùa đó. Không kéo cả bao đấy. Nếu cả bao nữa. Cây đây với cây kia. Dạ. Dùng dưới đây cái cây này nhiều lắm. Dạ dạ. Là của anh tới tận cái mùa ngoài kia phải không? Tới mùa bên kia. Đó. Vậy là phải từ đây ra vào bên đó phải 3 bét mới đủ. Đúng không? Đúng rồi. Gắn phát 3 bét mới đủ được. Thuận mà, có cái đường đi này thuận quá mà. Ý là... mình đang quy hoạch lại bữa làm này, bây giờ này nói về hệ thống tưới á, bây giờ có đường thuận này cho anh rồi nè, không hệ thống bơm qua nhà trên kia đúng không, bơm ở đây đó, trụ điện đang trụ điện đúng không, anh đặt luôn cái hệ thống châm phân ở đó đúng chưa, đúng rồi. Đó, sau này em sẽ làm cho anh nó thuận thôi, máy bơm mới biết để hết đó. Rồi nếu mà anh đường ống anh chôn chưa? Chôn rồi chứ, đường ống chôn dưới đây người ta chôn cũ rồi mà. Chôn ngầm đúng không? Ừ, chôn ngầm. Trong này có không? Trong đây thì chưa biết. Nó trong này có nhắn anh tưới bao giờ chưa? Chưa tưới à? Bây giờ anh thì khảo sát lại cái đường ống nước cho em. Rồi trong tháng 3 em qua lại thêm một lần nữa, rồi em sẽ tối ưu lại cho anh, ví dụ như là ở đây có đường ống rồi, móc lên. Đâm một thẳng một phát vào trong kia 3 mét. Đến đâu là mình cứ gắn, ví dụ là cái đường ống 60 đây đúng không? À, từ đây anh ngắm này, từ đây vào trong hàng buồng kia là 3 mét đúng không? Đúng rồi. Đó thì mình đi một cái đường ống vào ha. Trong đó là mình sẽ đến thời điểm ví dụ là cái bét lớn đó là cứ đường cứ từ cây cà này phủ cái cà kia là khoảng cỡ tầm 7 cây thôi. Đúng không? Đó, bởi vì nó bóng kính quay của nó là 8 cây lận, nhưng mà mình khép bóc. Khép bóc lại để mình không để phủ cái phòng góc chết đó, anh không? Rồi. Đó, bởi vì bét nó quay vòng tròn mà. Thì anh để 8 cây thì chắc chắn là ở cái cây ở góc nó bao giờ nó tới thì bây giờ mình thu lại để cho nó ghép lại đúng không? Đó. Thế thì anh sẽ đi và đến cái thời điểm ví dụ ở chỗ ngã tư này anh để một cái bét cái ống tới đây. Anh khóa bắt đầu là đến duyệt gì biết anh tới anh mở bét anh khóa vào cái là xong. Dạ vậy thôi. Rồi. Đến cái chỗ đó anh làm cái sắt này chống nó cột chống cái bác đó vậy là xong thôi. Đơn giản vậy thôi. Rồi. Đó không tốn chi phí gì nữa. Rồi. Đấy vậy mà nó hiệu quả đấy. Còn mà anh có tiền nữa thì mua bác gắn hết cả vườn luôn, khỏi đem về lấy cái can chụp cái đầu lại. Nhưng mà nhiều tiền lắm. Cứ một bác bây giờ 300.000 mà cái vườn của anh này rộng thế này thì bác để đó nhiều tiền lắm. Rộng nha, đến đâu hết anh? Chưa, còn thiếu thuốc nữa chưa. Dạ. Rồi ngoài mà ông chưa không bán nữa còn đi. Cái gì? Còn mua nữa? Ừ. Dạ, ơi dạ ơi. Eo à. Con thì đi học thêm, mấy con học giỏi mà. Không có lấy. Như là nhà anh chị ở ngoài bên thành phố Pleiku là ở đường Phạm Văn Đồng. Đúng không? Cái đó là phường gì anh? Phường Thống Nhất. Phường Thống Nhất à? Dạ. Đi vô đây. Đi vô đây 15 cây. Cũng chịu khó nha. Nhưng mà em thấy có một cái đặc điểm là mấy ông ở Gia Lai khôn lắm. Em cứ làm ở thành phố xong là đi về ven ven đây mua bao nhiêu đất, mua hết sạch gì thôi. Thì thôi. Dạ như hôm qua anh Lâm phó sở tài chính à? Phó giám đốc. Bây giờ cũng làm 4 hectare không? 4 hectare. Gần đây không? Ổng là xã bên kia. Xã này là xã B6, xã bên kia là xã B7. B7. Vô tới gần huyện. À. Đây, tới đây phòng anh. Đó, tới dưới. Tới dưới đây. Dạ. Đây cái tụ chôn nè. Hả?
Là anh đang còn nhăm nhe là cái vườn bên kia thâu tóm luôn. Cái vườn kia xấu mà. Bên này xấu. Đó, nhưng mà ý là mình mở rộng sau mình làm cái diện tích sân phơi hay gì đó. Sân phơi. Bên này có đường đi không anh? Có, bên kia đường đó. Đường bên kia hả? Có đường đó. Rồi. Như bán cà phê này, làm vất vả này có được cầm tiền không? Hay là bao nhiêu vợ nó giữ hết rồi? Ngân hàng giữ á. Không, ý là biết là ngân hàng, nhưng mà trước khi vào tài khoản ngân hàng là vợ giữ hay là mình giữ? Vợ không quan tâm mấy vụ này. Không quan tâm à? Lương vợ cao quá. À. Tháng 40 củ. Là chị làm ở Việt Tinh là ở huyện à? Huyện Chư Bả. Chư Bả là đi xuống chư xe hay là trên đây? Trên đây. Trên Con Tum à? Trên Tum, dạ. Chồng thì làm nhà nước làm thêm đây nữa thôi. Ai. Hiện nay cái vườn này của anh đang chạy cái bơm bao nhiêu, công suất bao nhiêu anh? Hai cái, một cái 11 ngựa. Ba pha? Ba pha, điện ba pha. Nước bình cho có 3 người dùng thôi. Là chủ cũ là người ta tự hạ? Hay là mình hạ? Chủ cũ tự hạ. À, thế thì mạnh quá anh nhỉ. Được. Điện là, nước là nằm nằm nông nghiệp, là buộc vẫn buộc nước là phải đủ anh ạ. Dạ. Điện nước đầy đủ. Dạ. Đẹp ạ. Cái vườn của anh cơ bản đây thiếu thì vẫn thiếu hữu cơ nhỉ. Thì vẫn, hồi xưa chú kia chú chăm. Vẫn thiếu. Cái vườn kia, cái vườn ở trên kia em nghĩ chắc đủ hơn. Đủ. Đúng không? Đúng. Bởi vì chú ấy... Hồi giờ ông đâu có bỏ phân bò đâu, mình về mình cứ bỏ phân bò ấy. Dạ. Nếu muốn tốt hơn thì chắc phải bằng nhà sàng lâm đúng không? Dạ. Ta đi lên đi. Mà lý do tại sao là anh mua được cái vườn này? Người chủ cũ là người ta về quê à? Chủ cũ là chuyển về Bình Định. Dạ. Dạ rồi. Cơ hội nó tới chứ. Không, như thời điểm này mua vườn nó cũng dễ mà. Đúng không? Nhiều người mua, nhiều người bán mà. Nhiều người bán. Nhưng dạ. Mà giá giờ nó lại lên. Được, mình mua tháng 5 năm ngoái. Cái lô này anh mua thì một sào nó tính ra được 150 không anh? Không tới. Là 1 hecta. Dạ. Là tổng 4 hecta là 3.8 triệu. 3.8 triệu cho nợ 1 tỷ. Đưa hai đứa 2.8 triệu. Dạ. Thu kè xong trả 1 tỷ. À. Rồi trả rồi xong. Trả rồi xong rồi anh. Là tính gọn là 950 một hect. À. Vậy thì tính có hơn 900 một sào hơn đúng không? Đó, dạ. Thế thì rẻ. Rẻ hơn đất ở huyện Công Năng em. Đúng rồi. Huyện Công Năng em Đắk Lắk thì nó đắt hơn. Đắk Lắk đắt lắm anh ạ. Dạ. Đắt hơn. Ông cậu em có một cái vườn mà có 2 hecta mốc, bán 4.5 tỷ. Cà phê. Dạ. Thì tính ra là phải 200 một sào đó. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà thực ra giá thị trường ở đây, trong đây bây giờ nó tính ít nhất là 1.2 đến 1.5 tỷ một hecta. Dạ. Hồi bữa mình mua 900 mấy, được tháng 5 năm ngoái. Rẻ đó anh. Tức là bất động sản lúc đó là nó xuống á. Đúng rồi. Lúc xuống á. Hiện nay thì bất động sản đang chạm đáy rồi. Ừ. Yeah. Mà cái thời điểm đó cà phê nó chưa lên giá, ông vừa bán cho mình một phát là coi giá lên ào ào ào, ông bán đi người luôn. Bây giờ cái giá đó này không, bây giờ cái giá này thì không còn cái giá đất đó đâu. Dạ. Yeah. Bởi vì anh coi cà phê âm không? Hả? Cà phê dương, hồi tối dương 45 đô. 45 đô á? Ừ. Dương âm. Vẫn dương. Vẫn dương 45 đô. 45 đô. Thôi rồi. Chà. 45 đô vẫn lên. Chứ hôm qua đoán nó phải xuống á, mà sau 3 kỳ giao dịch liên tiếp lên. 3 ngày liên tiếp lên, vậy tính ra nó lên được 250 đô đó đó. Dạ. Vậy là cà phê nó lên tới vậy tầm 66 rồi. Thì cỡ đó. Hôm nay là chắc 66. 66 vậy. Còn 4 tấn rưỡi nông trường. 4 tấn tươi hả nhân ơi? 4 tấn nhân. 4 tấn nhân. 64 24. Vợ ra chỉ tiêu là lên 100 mà. Vợ anh á? Anh có tiêu 5 nữa chứ. Nhưng cái này cà phê nước này nó dày quá. Trồng dày quá. Vì xưa ổng là nguyên thủy, ông này là phó giám đốc nông trường này nè. Dạ. Là đất riêng của ổng nên là ổng trồng lúc nào cũng 2 cây. Cái đôi, nhưng mà ý là cái khoảng cách dày bây giờ giao tán hết rồi. Không có nhiều dòng hết, nhưng mà ổng là giống chuẩn nhất. Dạ.
Tức là ổng điên con cũng thật là trong nhà ổng điên cái thằng con. Ừ. Nó không chịu làm á. Cái này thì hái cà phê thì sướng này. Tại trải lưới trải bạt thì khỏe anh này. Dạ. Cái bữa mình quy hoạch lại là mình trồng hai mỗi bên một cái cây gáo vàng á. Xong cái mình cắt mỗi bên một hàng. Dạ. Để quy hoạch đi.